Ý, xin chào cả mọi người nhé, chào mừng trở lại với The Battle Cat Việt Nam này. Đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người đồng hành các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Battle Cat cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Ok, rất xin lỗi các bạn vì tuần trước mình không ra được video. Nói chung là cái thời gian này mình đang bận thi cử với cả ôn tập các bạn ạ. Thành ra là mình rất là nhiều việc. Nhiều việc chơi là không làm video đấy. Sorry các bạn nha, mình vừa mới xem hết bình luận. Thì nói chung là những cái bình luận từ tận 13 ngày trước thì bây giờ mình mới xem được. Nói chung là ôi, nói chung là có nhiều bình luận dã man. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay là tối thứ bảy, bây giờ mình đang làm video là vào lúc 7 giờ hơn đấy. Chắc là tầm nếu mà nhanh chóng thì lát nữa 9 giờ các bạn sẽ có video để xem. Ok. Wow. Và game của chúng mình đã có 77 triệu 77,77 triệu lượt xem rồi ạ. À lượt lượt tải rồi á. Ui. Chứng tỏ Battlecat kiểu xịn so phết nhở. Ui. Nhưng mà mình thấy ở bên Nhật Bản cái game này là cái game nói chung là cái game này nó sinh ra được 10 năm rồi đấy. Thế mà cái game này giờ nó vẫn còn chơi. Nói chung là mình thấy là cái game này nó update thường xuyên mà nó tuyệt vời dã man ấy. Đến bây giờ mình vẫn còn đang ngồi làm YouTube Battlecat cho các bạn xem, chứ không thì game này mình nghỉ từ lâu rồi. Mình cũng chả sao mình lại làm đến tận bây giờ nữa. Nói chung là game này vẫn có cái gì đấy thú vị với mình. Chắc là tại do mình thích mèo các bạn ạ. Ok, hôm nay chúng mình đang có Epic Fest à? Epic Fest gì? Chắc là nếu mà bạn nào muốn quay thì khuyên các bạn là nên quay vé vàng. Và chỉ nên quay vé vàng thôi nha. Nói chung là khuyên như này thì khuyên rất là nhiều rồi. Mình đã làm mấy trăm video ở trên kênh và mình đã nói rất nhiều về cái việc các bạn nên quay vào đây bằng cái gì. Tốt nhất là nên quay vé vàng nha, cái mà đang nhấp nháy này. Đấy, chứ không nên quay cái bên này nha. Quay bằng cát phút là rất là dở, tại vì có nguy cơ là các bạn chả kiếm được Uber nào cả. Đây, 9% các bạn sẽ có một trong những Uber ở trong Epic Fest này. Nhưng mà không phải là các bạn quay vào đây là nó chỉ nhận được mấy cái con màu đen ngầu lòi này thôi đâu nha. Bonus lừa đấy các bạn ạ. À, nói chung là các bạn chỉ rất là hên nếu mà các bạn kiếm được những con đấy. Còn không ấy, thì các bạn sẽ có thể random ra tất cả những con mèo khác ở trong game, ở những cái con chính thống ở các banner khác ấy. Đó, ok, đấy là mấy con này, đúng chưa? À đấy, tuần trước mình có quay video nhưng mà cuối cùng mình bận quá, mình không có thời gian edit, thế là mình cũng không up lên trên luôn. Đại loại thì tuần trước là chúng mình vừa có guarantee của Merstoria và nó cũng kết thúc luôn đúng không? Và chúng mình cũng có sự xuất hiện của Uber mới của banner Ultra Soul, đấy chính là Isan Boshi. Đấy, con này thì mình cũng chưa biết là nó như nào các bạn ạ. Đại loại thì thấy nhiều người khen, nhiều người nói chung là có những vài ý kiến về nó nha. Nói chung là mình chưa biết, mình đã trải nghiệm rồi biết đúng không? Đấy thì bữa trước mình ở trong cái video lần trước thì mình không up lên cho các bạn xem, nhưng mà mình có chơi các bạn ạ. Ở video hôm đấy mình có quay 750 cắt phút, cho là bây giờ của mình nó bị mất cái rồi. Và mình quay được con gì đoán xem? Đấy chính là Ushimataro đâu nhỉ? Kéo mãi không đến. Mình quay được con Ultra Soul đầu tiên các bạn ạ. Nói chung là mình chưa quay ra con Ultra Soul nào bao giờ. Đúng không? Đây, chính là con này các bạn ạ. À, ý mình là mình quay banner Ultra Soul lần đầu tiên ấy. Đây, đây chính là con này. Mình đang có lên level 10 rồi các bạn ạ. Nói chung là mình một khoe các bạn thì con này rất là ngon nha. Ai mà có con này thì tốt lắm. Nhưng mà hiện tại mình có nhiều con ụt quá thì mình cũng chưa dùng con này. Với cả mình đang không có nhiều XP lắm các bạn ạ. Có mỗi 7 triệu XP thôi. Nâng lên level 30 cái là hết sạch nhưng mà. Ok. Hôm nay chúng mình sẽ đánh Uncanny Legend nhé các bạn. Ui, được một cái cut ice. Đấy, nó lung tung thế thôi chứ mấy bữa nay mình bận lắm các bạn ơi. Nói nhiều, nói dài, nói dãi, nói dãi. Đấy. À, đúng rồi, cái gì nhỉ? Cái sự kiện cái con mèo này nó quay lại rồi này. Lần trước là chúng mình đã có cái này rồi đúng không? Nếu mà các bạn đánh một vài cái ải thì các bạn sẽ nhận được cái vé này, xong rồi các bạn quay nó sẽ ra mấy con mèo này này. Nhưng mà các bạn có thể quay ra cả mấy cái dưới này nữa. Nói chung là đây là cơ hội để các bạn kiếm thêm item cũng như là XP cũng như là mèo mới nữa. Về sau các bạn thì sẽ không quan tâm đến item cái XP lắm rồi, các bạn chỉ quan tâm đến mèo thôi. Đấy, các bạn chơi lâu sẽ hay như thế, còn mới chơi thì các bạn ra cái gì cũng quý nha. Đấy kiểu vậy. Tốt nhất là các bạn có thể cày, nhưng mà đấy là lựa chọn của mọi người nha. Video lần trước mình chơi Primeval Current, nhưng mà cái video đó mình không up lên. Đại loại đây là cái đây là một số các cái quái vật ở ở những cái màn đấy nha. Cái này thì cái ải này rất là khó này, cái ải màu đỏ này trông thế chứ đánh khoai dã man. Đây mình có thể chơi lại cho các bạn xem. Thì đây là đội hình lần trước mình chơi này. Có nên chơi lại cho các bạn xem không nhỉ? Đấy thì đây là đội hình Marine Town này, đội hình của màn màn này thì toàn anti zombie các bạn ạ. Với cả là các bạn mang thêm một con nào mà nó tanh tanh là con voi ấy thì tốt nhất.
Còn lại thì các bạn mang toàn anti zombie cho mình. Đây, cái đội hình lần trước mình chơi thì nó sẽ như thế này. Cái con cặp đôi ca sĩ ở ở cái hàng hai, con cái slot số 2 của hàng hai, cái con đấy mình cho vào tại vì mình tưởng nó có relic rồi. Thì cuối cùng chơi thì nó cũng thắng thôi, đấy kiểu vậy. Còn cái màn này là cái màn mà nhìn thì trông rất là dễ nhá, nhưng mà vào trong con lợn này khỏe dã man luôn ấy. Con lợn với cả bọn Angel nó spam mà cực kỳ nhiều luôn, thành ra là các bạn sẽ rất là dễ bị ăn hành ở trong này. Thì đây là cái đội hình mà mình chơi này. Nói chung là sau sau khi mình chơi một lúc mình thua nhiều, mình cay quá thì mình mang toàn Uber mạnh của mình vào thì nó mới thắng. Nói chung là buồn cười lắm các bạn. Ok, hôm nay chắc là mình sẽ chơi lại màn này cho các bạn xem. Đại loại thì nó hơi lú một tí các bạn ạ. Nên mình sẽ chơi lại màn này cho các bạn xem nhé. Màn này nói chung là màn này là cái màn mà ở video lần trước mình bị ăn hành nhưng mà mình không up lên. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chơi lại cái này. Ở trong này mình còn mang cả cái trụ Thunderbolt này để nó đóng băng cho các bạn ạ. Tức là kiểu bọn quái nó khỏe thế cái cơ ấy. Đấy. Còn đầu game thì các bạn sẽ spam con Ramen Cat này ra thôi. Mình không từ một tuần rồi mình chưa chơi cái này thì mình không biết là có đúng là nó spam ra không. À đấy, với cả Ponus bây giờ nó đang Ponus bây giờ đang cho chúng mình cái sự kiện mà chúng mình chỉ cần đăng nhập thôi là cũng nhận được đủ 7 cái vé, 7 cái mảnh Platinum ấy. Để các bạn có được một vé Pla đấy thì thế khá là thơm. Nói chung là Ponus đang tự nhiên hào phóng bất ngờ, thành ra là chúng mình cũng nên được tận hưởng thôi đúng không? Đấy, kiểu vậy. Đây, bọn Angel nó ra rất là nhiều nha và đánh nó rất là cực. Thành ra là các bạn sẽ cần phải có đấy nhá, mình spam Ramen Cut ra thôi mà cũng không được nhá. Con Ramen Cut của mình đang phải level 60 mấy rồi ấy. Và có talent defense up hay là cái talent gì ấy. Nói chung là cũng căng nha. Các bạn không thể nào lơ là mà này đâu, kể cả Ramen các bạn có khỏe đến mấy. Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên tìm cách để xử lý cái đống này. Bọn Angel mà này cực kỳ khỏe. Và không chỉ Angel nha, mấy con Red nó cũng búp rất là kinh. Đấy, đại loại thế. Mình chơi cái này rất là căng thẳng luôn. Bữa trước thua bao nhiêu nha, lần này mình mang ra nhiều Uber mạnh nha, không phải sợ các bạn ạ. Rồi mình sẽ gọi em Thunder của mình ra. Thunder khỏe lắm nha, đừng có đùa. Ok. Nó chết này. Ui, chả chết ai luôn. Đấy, bảo mà bọn anh rồi nó búp kinh lắm. Mặc dù Thunder là anti-red các bạn ạ. Mình cho ra vì nó đẹp ấy mà. Đừng hiểu lầm nha. Mình cho nó ra vì nó đẹp ấy mà. Chiu. Đấy. Ui, bọn bạn thấy không? Mấy con hà mã nó còn không thèm ngã sau cơ, nó còn không có knockback cơ. Đấy. Nhưng mà cái giai đoạn ấy, thứ là mình cho ra để cho nó, bọn Ramen Cut của mình nó không bị gánh nhiều quá. Mình đang tiết kiệm tiền các bạn. Mọi người đang nhìn cái tiền của mình xem. Mình đang chờ tiền cho là mình mới gọi như này thôi, chứ còn gọi Mami bắn là một phát là chết hết rồi gì nữa. Không. Đấy, nói chung là các bạn sẽ chơi cái này nó hơi khoai tây một tí. À đúng rồi, mình có một số lời cảm ơn đến một vài bạn. Mấy bạn giúp mình trả lời comment. Tức là có trên kênh của mình thường sẽ có những câu hỏi từ các bạn mới chơi đúng không? Thì có một vài bạn cũng vào đấy giúp đỡ. Nói chung là cảm ơn mọi người nha. Nói chung là cộng đồng của mình biết giúp đỡ nhau thì rất là tốt. Cũng như là việc mình đang làm cho các bạn là cũng đang có thể là sẽ giúp đỡ được ai đấy chẳng hạn. Mình luôn luôn nghĩ như thế là mình đã làm video ấy. Chứ còn up cho vui thì thỉnh thoảng thì mình cũng up cho vui thật. Nhưng mà nếu mà có một vài mà nó có nội dung khó thì mình sẽ thiên hướng là nói về mặt hướng dẫn nhiều hơn kiểu vậy. Ok, chúng mình đang đủ tiền rồi này. Mình sẽ gọi thêm con Kronos này tại vì nó chậm rồi. Con Mami này gọi dặn được này. Lát nữa là các bạn cũng sẽ phải gọi thêm Ice Cat. Con này. Con này với cả con Sushi Cat của mình. À con Roll Cat nữa. Tại vì nói chung là bọn quái ở trong màn này nó rất là trâu và nó rất là khỏe. Quái nó trâu lắm. Đấy, nói chung là đây, các em mèo của mình đang tiến lên đấy, thấy không? Rồi, ok. Ôi, mình có thêm một thân điên nữa rồi ạ, vãi. Đây rồi ạ, đây là cái lúc mà các bạn sẽ nên sợ sợ đi là vừa, tại vì bọn này nó rất là khỏe. Thua xong. Con lợn này khỏe cực luôn ý, thế luôn, nó khỏe một cách dã man. Bây giờ chúng mình mà không khống chế con này lại là toác luôn. Mà không chỉ có một con lợn nha, hình như có ba con lợn hay sao ấy. Nói chung là căng lắm. Không 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 xử lý nhanh là chết. Không xử lý nhanh chết. Mà muốn xử lý nhanh cũng chả được cơ. Đấy, ba con lợn cơ. Trâu lắm. Con thân điều của mình đánh đánh gãy tay. Ê, tu 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 tu. Ý, sợ thế. Thân đi ạ.
Ôi Thundia. Bạn nào mà không biết chứ, Thundia ngày xưa là một trong những con đứng đầu về anti rep các bạn ạ. Tức là ngày xưa cái đợt mà Eva Unit 02 xong rồi Pai Pai nó chưa có true form xong rồi nói chung là Thundia ngày xưa cũng là một thế lực rất là mạnh. Một trong ba con cạnh tranh cái vị trí anti rep top đầu các bạn ạ. Tầm độ 3 4 năm trước. Ôi cái thời đấy mình chơi mình vẫn biết con Pai Pai là một con rất là kinh rồi, nhưng mà hồi đấy Pai Pai nó thua con Eva Unit 02 các bạn ạ. Code 77 cái con Eva True Form màu đỏ ấy. Eva nếu mà mình nói thế có khi là các bạn không biết. Đấy, đã lại đấy cái mình qua màn này nhá. Còn màn này thì mình không biết là trong này có gì đâu. Ngày xưa có cái collab Ivan Galleon nhé các bạn. Trong đấy có nhiều con Uber ngon lắm. Trong đấy có một con Uber Anti Red top 1 nhưng mà hiện tại thì nó đã bị hạ xuống top 2 rồi các bạn ạ. Ok, chúng mình sẽ cầm thử đội hình này đi. Mình đang không biết trong này có gì, mình sẽ mang bừa đấy các bạn ạ. Mà này tốn có 175 năng lượng thôi à. Ôi sợ thế trời ơi. Mình đang kiểu mình chơi mấy cái màn Uncanny Legend này mình rất là đề phòng ấy, thành ra là mình mang nhiều mấy con Fest này đi. Ok. Và cái đội hình này của mình đa số là chặn sóng các bạn ạ. Chặn sóng hoặc là miễn nhiễm bởi sóng, thành ra là không sợ lắm. Ok, chúng ta sẽ gọi Khan Khan ra để kiếm tiền nha. Con Khan Khan này đánh nó có cái con Khan Khan này nó có một cái hiệu ứng hình cái túi tiền kia kìa các bạn kìa, thấy không? Nó chính là thôi xong. Cái hiệu ứng ấy có nghĩa là khi mà con đấy nó kết liễu được kẻ địch ấy, thì tiền nó sẽ được nhiều hơn. Đấy là lý do mà rất nhiều người dùng cái con mèo Khan Khan này các bạn nhé. Nhiều bạn mới chơi không biết đâu, ngày xưa mình có biết quái đâu. Ok. Nhưng mà đấy là ở form 3 và có talent thì phải. Chứ còn không thì không biết đâu, không ai biết đâu. Thôi xong rồi. Con cái con cái con tê giác này nó khỏe lắm trời ơi. Mình lú trời ơi, không nói không ra được chữ. Thôi xong rồi. À. Ui con Cory kia nó mà đánh sóng là chết hết team mình mất. Thôi xong, ít dính curse rồi các bạn ạ. Ôi con đấy chết rồi các bạn ơi. Ô lại ra con nữa. Từ từ bây giờ phải giết con tê giác này. Ui giết được này. Vãi trời ạ. Thấy các bạn thấy không, ít nó khỏe dã man. Tính ra là có con ít xem là game nó mới dễ đấy các bạn. Con này nó bị dính curse nhưng mà không không si nhê lắm các bạn ạ. Màn này nếu mà các bạn mang mèo Octopus đi thì cũng được. Nói chung là mấy màn đầu mình cảm thấy nó không đến mức mà quá khó quá kinh khủng như các bạn nghĩ. Thôi xong rồi đấy, mình lại gáy rồi các bạn. Nhưng mà màn này mình nghĩ là không cần Uber vẫn thắng được đấy. Từ từ mình có thể nói hơi sai nhưng mà nói chung là mình nghĩ là có thể thắng được. Nếu mà các bạn cầm Cyberpunk với cả một vài con nữa chắc là màn này sẽ không đến nỗi khó quá. Ngày xưa không có mấy cái con như là mấy con Ys hay là mấy cái con Uber khỏe như này ấy, thì đánh nó còn khoai chứ bây giờ tại vì cái màn này nó cũng ra được một thời gian rất lâu rồi ấy, chắc phải hơn năm rồi. Thành ra là mọi người chơi cái này thế thế mình chơi lại nó dễ. Chứ ngày xưa mình thấy nhiều người bị ăn hành ở mấy cái màn như này lắm. Ok, bây giờ mình đánh nhá, trông nó cứ nhàn nhàn này chứ. Tại vì mèo mình toàn level. Ui. Vãi, vừa có con Cory màu đỏ ạ. Nhưng mà không sao, kể cả có Cory màu đỏ thì mình cũng có Cap Machine rồi đúng không? Ôi trời. Ok, đánh tiếp nhá. Frontier Dawn à, màn này có tận 6 kẻ địch. Ok, chúng mình sẽ xem thử trong này có gì các bạn ơi. 6 kẻ địch à. Ok, chúng mình đang có hai kẻ địch ở đây là con rắn và bọn người này. Xem còn gì hot. Tức là chúng mình đang có 4 kẻ địch chưa xuất hiện các bạn ạ. Ok, trước tiên thì chúng mình vẫn sẽ tích tiền như thường lệ thôi. Gọi con Khan Khan này ra để nó giết quái mình. Ê, kẻ địch thứ ba à, chính là con chó Relix. Bây giờ chúng ta sẽ phải đánh một cách tử tế hơn các bạn ạ. Ô, nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền. Con chó này ăn một một phát đánh của Khan Khan là cũng gãy đấy nhỉ. Đấy, thấy không? Ok, chúng mình đang có nhiều tiền rồi. B phải từ từ để con chiến tiếp các bạn. Dạo này thời tiết nó cứ bị sao sao ấy, mình nói trong video mà kiểu cổ họng cứ bị khô ấy. Nói chung là nhiều lúc làm video hơi khó khăn tí, tại vì làm xong rồi bị đau họng. Mặc dù mình chỉ nói ôi
Mặc dù là mình chỉ nói với các bạn có một tí thôi nhưng mà kiểu cái cổ họng nó dễ bị đau ấy. Mình cũng chả hiểu sao. Ok. Ôi mà này mấy con có search đánh tiện dã man ạ. Ui. Mình còn chưa gọi Uber nào luôn, xịn không? Tiện dã man. Ôi sao nhiều con hươu này? Trời ơi, nhiều tuần lần quá. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi 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 thôi, mình sẽ phải gọi Uber ra các bạn ạ. Không thì chết. Không thì chết. Thôi 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 thôi. Chết rồi, 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 chết rồi. Ui, căng quá, căng quá, căng quá. Bọn tuần lộc này đừng bảo nó chúng nó cũng được búp nha, tại vì mình rất là nghi ngờ về cái sự. Thôi xong. Bọn nó khỏe thế hả trời. Ôi cái con Brainwash Brainwash Sexy Leg này khỏe dã man ạ. Nó đánh ra cái sóng cột đấy các bạn. Nó đánh ra cái Surge Attack là bọn kia nó khống chế được bao nhiêu. Ôi rồi ôi. Ôi ui. Máy thế con kia ngã rồi. Thơm rồi. Ôi mà này không có mấy con đánh xa với cả mấy con Uber này chắc mình chịu đấy. Nói chung là game có nhiều màn rất là khó nha, nó không hề dễ. Các bạn nhìn một cái màn như này nhá, nó không hề đơn giản tí nào. Kiểu các bạn phải vắt não ra nghĩ xem các bạn sẽ mang cái gì. Đấy, 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 đấy. Thôi xong, Card Machine lại lại ra đi rồi. Ô, chết hết mấy con hươu rồi kìa. Vãi, màn này mà không có mấy con màn này mà không có con Phono này thì Phono A này thì chịu. Mình không biết là mình có thắng được màn này nếu mà không cầm mấy con này không. Chắc là được các bạn ạ. Nhưng mà đấy cái này cần mấy con tầm xa cơ các bạn ơi. Chưa không thì khoái lắm. Đánh phải spam rồi đấy các bạn. Mà spam được con gì giết được bọn Relic kia bây giờ. Đúng à, không có Uber thì đánh nó khoai tây thật đấy. Ôi may quá. Bà nãy mình tí chết rồi đấy. Trong khi ui. Màn này khó thật đây nha. Màn Frontier Dawn này hình như là màn khó hay sao ấy các bạn. Có ai bị ăn hành ở đây không vậy? Màn này thì khó vãi. Ok, và chắc chắn đây là màn cuối rồi. Ôi, họng khô quá. Ui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kẻ địch trong một màn. 200 energy, trời ơi. Liệu trong này nó có thể có cái gì có thể thật là tồi tệ được không vậy? Ở đây mình đang có hai Uber, best Uber của mình rồi. Hai con này là hai con ngon nhất hiện tại của mình. Mình sẽ cho Hiss lên level 45 nhé. Ok, chúc mừng bạn. Ê, từ từ, không. Hiện tại mình đang có tận 6 Dark Cut Eyes các bạn ạ. Do cái event ở trước mình kể cho các bạn ấy, các bạn nhớ không? Cái mà đánh cái gì mà được giải xong rồi nó sẽ tặng cái Dark Cut Eyes ấy. Ở tập trước thì như mình có nói sao ấy. Đó, thì bây giờ mình được thưởng các bạn ạ. Với miệng được hôm trước. Ok, mà này có tận 10 kẻ địch. Chắc chắn là sẽ có nhiều kẻ địch, nhiều loại hệ kẻ địch. Trong này chúng mình đang có hai con này là anti rất là nhiều loại này. Hai con này anti gọi là anti full tất cả các hệ ở đây trừ mấy con màu trắng thôi. Con này có tác dụng chặn sóng này để bảo vệ miết siêu cũng như là mấy con khác này. Con này đánh ra sóng này. Con này khỏe được chưa? Con này kiểm soát tốt này. Con này level 48 các bạn ạ. Mà mình không đủ cái super rare cut eyes để mình nâng lên. Hey, ok. Còn ramen cut của mình level 64. Có talent được chưa các bạn? Có talent miễn nhiễm với cả kiểu kháng slow ấy, với cả talent defense book đấy chưa? Nói chung là đội hình cũng gọi là chất lượng đây, nhưng mà màn này trông có vẻ không hề dễ một xíu nào đây. Ôi, trông có vẻ rất là relic đây các bạn ạ. Màn này có 10 kẻ địch, ok, chúng mình đã có hai kẻ địch đúng không? Mấy màn nào mà nó ra nhiều kẻ địch là khó lắm. Hey. Chúng mình sẽ như thường lệ lại tiết kiệm tiền đấy các bạn.
cái con mèo khăn khăn này nó sẽ giúp mình tích tiền nhanh hơn bằng cách là nó sử dụng skill của nó để tiết kiệm tiền cho mình. Ý là kiểu giúp mình nhận được nhiều tiền hơn ấy. Ồ, kẻ địch thứ ba, ok, là con bướm này đúng không? Và chúng mình đã có ba kẻ địch. Con này thì mình xử lý được nha. Và khi mà các bạn giết được con bướm này thì nó sẽ cho các bạn khoảng độ tầm 9.000 tiền nếu mà các bạn giết được con can can nha. Nói chung là con bướm này cho nhiều tiền lắm. Con này bình thường nó phải tầm 9.000 tiền rồi, nếu mà can can chắc full tiền luôn á. Ừ, nhưng mà con hình như nó cũng khỏe các bạn ạ. Mình đang tiết kiệm tiền các bạn ơi. Ôi, có vẻ là căn căn mình chưa đánh được vào con đấy thì nó đã bị đánh ngã ra sau rồi. Đây, phát này chắc được này. Có Ramen cắt ra tanh hộ tí là đánh dễ hơn. Chúng mình vẫn đang tiết kiệm tiền nha. Nãy giờ mình nâng được cái tiền cái quốc khác mình level max rồi kìa. Ta đang tiết kiệm tiền, nó giết con bướm mới lâu thế. Ui, cuối cùng Ramen Cat lại giết được con đấy các bạn. Trời ơi. Mình đang định để cái con khăn khăn giết để chúng mình nhiều tiền. Ồ, không sao nhá, chúng mình đang đủ tiền các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu gọi những con nào đi chậm ra trước, nhưng mà hiện tại Uber mình toàn mấy con chạy nhanh thôi, thành ra là chúng mình sẽ gọi khiêm tốn các con ở hàng trên trước đã, xong rồi khi nào đánh vào xuất hiện boss thì chúng ta sẽ. Ôi, một con bướm Relic các bạn ạ. Vãi. Mà này, trời ơi, mà này mình thấy rất là nhiều người review test Uber các kiểu con đà điểu các bạn ạ. Ôi, rồi ôi, thôi. Thế này chả khác gì một màn review của các bạn ạ. Siêu. Ôi rồi ôi, sợi. Đấy. Mình đang dùng con Phono để đánh bọn quái này. Phono đánh xa lắm, nói chung là nó sẽ hủy diệt được tất cả cái đống Angel đằng sau thôi, không phải lo gì cả, nhưng mà nói chung là con bướm này khỏe. Con bướm này khỏe thật đấy. Ui, nó cạp chết con ít rồi kìa. Ui. Ôi Phono, trời ơi, đừng. Stop, stop, stop. Con ngựa kia trâu thế. Con ngựa kia trâu thế. Ui, giờ mới ngã, trời ơi. Hình như mình đang hơi ít miss các bạn ạ. Phono. Ô, mình giết được con bướm rồi các bạn ạ. Vãi, bà này có khi dùng để test Uber được các bạn ơi. Ôi, có Phono vẫn sống ạ. Trời ơi. Thấy top 1 Uber hiện tại chưa các bạn ơi? Thực ra mình bảo top 1 chứ nhiều người cứ bảo top 2. Chắc là do mình chưa có con Gasly, mình cứ chê. Sắp thua rồi, sắp thua rồi, sắp thua rồi. Sắp thua rồi, sắp thua rồi, nó cắn vào nhà mất. Ý, trời ơi, sợ thế. Trời ơi, nó ra những cái màn nó khó mà nó. Mình xem họ review chơi những cái màn như này ấy. Trông thì kiểu trông thì dễ đấy, trông thì kiểu nó ok đấy, nhưng mà ui bây giờ mình đánh mình mới thấy nó khó. Con mấy con Angel này nó trâu dã man như kiểu búp kinh vãi. Trong khi nhá, Uber mình toàn đánh massive damage ấy, cái con Phono này đánh hiệu ứng ích nhân 3 đam mà. Ồ mà này đúng kiểu dùng để test Uber là hợp lý luôn các bạn ạ. Mà này nếu mà không có con Phono này thì chơi nó sẽ khó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn có con Mami thì khác nha. Con Mami đánh được, mà này Mami đánh tốt luôn các bạn ạ. Với cả thêm Mistshield thì mình nghĩ là Mami đánh mà này rất là gánh. Mami chuyên xử lý những con Angel mà các bạn. Mà này mà cầm Angel với cả Relic thì chuẩn luôn. Ui, đánh thắng bạn này được tận 300.000 XP ấy. Vãi. Ok, chúng mình đã vượt qua được một ải rất là khoai tây. Ok. Vãi. Bắc Kinh Bay này trông Bắc Kinh Bay này trông mình chả biết nữa các bạn. Ôi, cái màn cuối này khó dã man. Màn hai màn cuối này đều khó. Trời ơi. Cả hai màn này đều khó nha. Ui, mình bắt đầu thấy cái game nó khó hơn rồi hay sao ấy. Thế mấy mấy cái ải đằng trước này ban nãy mình đánh với các bạn ấy trông nó còn dễ dễ đúng không, nhưng mà từ hai ải sau này đánh khó vãi, đánh sợ luôn ấy. Mình có Uber xịn mà mình chơi mình còn thấy nó khoai ạ, dã man.
Ok, chắc là bây giờ mình sẽ chơi cái gì khác đây các bạn này. Baby Back à? Growing Evil. À, Growing Evil này để các bạn kiếm cái con cái gì nhỉ? Để các bạn đánh cái để các bạn nâng một số con đấy các bạn. Đây mình cho các bạn xem nha. Có một vài con các bạn sẽ cần quả Aku để các bạn nâng nó lên form 3 được chưa? Thì cái quả Growing Evil này nó là dành cho thế. Đây ví dụ như là True Form Lilin này của mình chẳng hạn. Nó cần là tận 3 cái quả Aku Cut Fruit này chẳng hạn. Con gì nữa nhỉ? Con này con này nữa này. Con này mình đủ True Form rồi này. True Form can only target floating enemy và angel nhưng mà gây thêm nhiều sát thương hơn. Mình có nên nâng con này không các bạn? Mình rất là thích nâng con này luôn ấy. Mình từ từ để mình suy nghĩ cho các bạn. Đấy là lại các bạn sẽ cần cái quả Aku để nâng cái con đấy. Con này cũng thế này các bạn này. Cần tận 3 quả Aku cắt phút rồi. True form gain increase attack tức là đánh đau hơn à. Also gain immunity to freeze effect tức là không bị đóng băng à. Nghe cũng được đấy các bạn. Con này đã gây massive rồi mà nó còn gây thêm sát thương nữa thì True form con này có vẻ nó sẽ khá là khỏe. Mấy con này thì mình chưa nâng các bạn ạ. Con này mình cũng đủ True form này. Nhưng mà ui True form phát hết sạch quả luôn. Sợ thật. Đó còn Aizhua CC này bữa trước mình vừa True form các bạn xem rồi đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ đánh thêm các bạn ạ. Đánh cái Aku này nó khoai phết đấy. Để xem mình à đây, bữa hôm trước đây, quay nó ra cái con kia với cả một đống các cái con phế phế này đây. Bây giờ chúng mình đang cần kiếm thêm mấy quả Aku Cut Fruit này nữa nhưng mà khoai phết. Đánh cái này ấy, nó không cho các bạn một cái quả Aku Cut Fruit hẳn đâu nhá, mà nó sẽ cho các bạn kiểu nó sẽ cho các bạn cái seed này này. Sau rồi các bạn sẽ trồng thì nó sẽ được cái quả này. Rất là lâu luôn, nói chung là lâu cực. Ok. Mình sẽ không dài dòng, mình sẽ đánh luôn nha. Màn này còn tận một tiếng rồi mà. Mình sẽ chơi khoảng độ tầm một vài màn cho các bạn xem. Wow, Merciless này. Màn này mình đánh bại một lần rồi. Không biết giờ đánh bại thì nó có khó không vậy? Tổng cộng có 4 màn à. Merciless này. Có tỷ lệ nhận được 2 Aku Cut Fruit Seed này. 100% nhận được 1 Aku Cut Fruit Seed. Ok. Thế thì mình dùng Treasure Raider luôn đi thì có được không nhỉ? Được không? Nếu mình dùng Treasure Raider mà mình thắng thì chắc chắn là mình sẽ nhận được hai cái hạt đúng không? Bây giờ mình đang có rất là nhiều Treasure Raider nha, thì có thể là mình sẽ dùng luôn. Ngày xưa mình dùng đội hình này à? Từ từ mình sẽ copy cái này đã. Mình sẽ paste nó vào đây. Trong này vẫn đúng thế mà. Replace. Trong này sao mình lại cho cả Angel vào đây nhỉ? Mà này khó đúng không? Để mình xem lại nha. Mà này. Nhưng mà sao mình lại cho con Mami vào đây nhỉ? Mami nó ngon thật đấy nhưng mà Mami của mình mới level 35. Chắc là mình sẽ thay tại vì mình muốn thắng nhanh các bạn ạ. Mình sẽ cho Phono vào đây nha. Còn con này sẽ có tác dụng ở đây để phá khiên các bạn ạ. Trông có vẻ hợp lý các bạn ơi. Nhưng mà không biết là khó không. Ngày xưa mình dùng trụ này à? Cái trụ này có phá khiên được không nhỉ? Cái trụ cắt canon này nó có phá khiên nhỉ? Destroy barrier, barrier and knock back enemies à? Cái trụ này nó không phá khiên được đúng không? Nó có phá khiên Aku không các bạn? Thường mình sẽ check luôn nhé. Đậu. Barrier and knockback. Anti barrier weapon that fights supersonic push strike to the front line and destroy barrier cause knockback. Mình không biết các bạn ạ. Mình theo như ở đây thì nó không bảo là cái khiên gì. Cái barrier này là nó là cái khiên hay là cái Aku Shield thì mình không biết nữa. Để mình thử. Tội gì không thử luôn các bạn. Ok nhá, mình sẽ thử cái này. Mình sẽ test cho các bạn xem. Chúng ta sẽ thử nghiệm thì mới biết được đúng không? Cái đấy của mình, cái trụ này của mình mới có level 3 thôi. Ok, chiến thử phát. Mong là nó không khó quá các bạn. Nếu mà được hai cái seed thì thơm quá. Chết 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 chết. Mình chưa mang Treasure Raider các bạn ạ. Quên, sorry. Sorry sorry. Từ từ con trong này mình xếp. Ok, trong này xếp chuẩn. Chiến thôi các bạn. Chiến thôi.
Để xem xong rồi nó có khó đến mức đấy không. Mình không biết cái đội hình nghề của mình đã tối ưu chưa, nhưng mà nói chung là sẽ phải thử các bạn ạ. Trong này chắc là từ đầu mình cũng sẽ gọi tanh ra để mình ăn mấy cái con người phù thủy nhỏ nhỏ ở dưới này cho dễ. Lần trước có thể là mình nhầm nên là mình cho con mami này vào. Ok, trông ê, từ từ, con này có khiên nha. Từ từ, mình sẽ phải đề phòng bọn này. Mấy cái con thiên thần này có khiên nha, đánh khó chịu lắm mà nó đẩy cũng căng. Thế là các bạn không không bao giờ được thiếu cảnh giác với con đấy. Mình vừa phải gọi luôn con Lilin ra. Tại vì mình thua bao nhiêu lần vì cái con đấy rồi, thành căng lắm các bạn. Ok, hiện tại mình đang hết tiền luôn. Mà cái con cánh cụt kia đánh cũng đau cơ. Ok, mình sẽ chờ để có Phono nhé. Nếu mà có Phono gọi ra thì đánh sẽ rất là tiện. Ê, nó đánh cái Lily đó. Đây, mình sẽ gọi Phono. Ui, hai con gấu. Ok. Phono. Ui, Phono đánh không vỡ khiên các bạn ạ. Ui, cái trụ này bắn không không ấy rồi. Trời ơi, cái trụ này bắn không. Cái trụ này bắn không 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 không, không xi nhê các bạn ạ. Thôi xong rồi đấy, mình thấy nó toang toang ở đây các bạn ạ. Mình thấy toang toang ở đây. Ui, chết Phono rồi. Vô xong mình mất một treasure layer các bạn ạ. Có khi màn này chúng mình nên chậm rãi lại một chút và bình tĩnh hơn một chút, nhưng mà chắc là vẫn sẽ được. Mình sẽ cố gắng spam mid siêu chuẩn hơn. Con ít của mình không phá khiên được các bạn ạ. Ôi Lilin, trời ơi, Lily không đánh được vào con kia. Vãi. Ôi Lily chết luôn ạ. À. Thôi xong, thế thua rồi các bạn ạ. Mà này có khi phải. Nếu mà mình muốn đầu tư thì phải mang Rich Card cơ, mà đánh cái này khó vãi. Sao ngày xưa mình thắng được cái này vậy? Ngày xưa mình thắng cái này được gì vậy? Khoai vai. Con ít của mình vừa. Vai vừa mới bảo con ít phá được khiên con này. Ê! Trời ơi. Mất một treasure rồi. Ô, con gấu này khỏe vãi. Các bạn hiểu tại sao mình không làm video về Aku cho các bạn? Tại vì nó khó lắm. Mình đánh không được. Mình đánh có thắng quái đâu. Xem nào. Mission của mình hơi yếu các bạn ạ. Từ rồi để xem nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ con ít ra tại vì nó. Thay vào đấy, mình bỏ con ít ra xong mình sẽ tăng cường mid-skill của mình lên. Thì sẽ ok hơn đúng không các bạn? Ramen Cut ở đây có làm được gì nhiều không nhỉ? Có mà đúng không? Con này cũng làm được việc này. Can Can cũng ok mà đúng không? Hai con này thì bắt buộc phải ở đây để phá khiên rồi các bạn ạ. Mình không có lựa chọn nào khác rồi. Từ để mình xem mình còn là con anti-Aku nào nữa không. Rõ ràng là mình đã quay ra một vài con anti-Aku rồi, nhưng mà nó chưa khủng khiếp đến mức đấy các bạn ạ. Dark Summon Sotaru à? À, con này hình như sắp được có True Form này vậy, đúng không? Con này có 100% slow với Aku à? Nhưng mà nó có 100% phá khiên không vậy? Long Range à? Tính ra con này cũng rẻ. Mình không biết đâu các bạn. Con này cũng Massive cả Aku. Cũng rẻ. Đánh thì tầm thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nó không vỡ được khiên Aku các bạn ạ. Nếu mà nó mà đã khỏe được đến thế thì con Phono này của mình level 45 đã phá vỡ được khiên rồi, nhưng mà nó không đánh được các bạn ạ. Mình sẽ chơi lại các bạn ạ. Mình sẽ chơi lại nha. Lần này chúng mình sẽ
chơi từ tốn hơn. Mình không muốn đầu tư một cái rich cut vào đây đâu, cho nên là chúng mình sẽ cố gắng chơi tập trung hơn. Màn này mình sẽ chơi tập trung hơn các bạn ạ. Chơi lại. Ok, đầu game chúng mình sẽ cứ gọi một con Khan Khan với cả mấy con tanh ra đã, để cho nó, để cho Khan Khan của mình tiết kiệm được nhiều tiền nhất có thể. Lát nữa trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ sinh ra mấy con Angel Aku đúng không? Thành ra bây giờ chúng mình sẽ phải giết mấy con này nhanh nhất có thể, được chưa? Ý là hủy diệt được càng nhiều con thì càng tốt. Mình cũng có thể chủ động gọi con Ramen cả con kia giảm được. Đấy đấy đấy, ok. Cái khiên này cần phải hai đòn đánh của con Khan Khan thì mới vỡ à? Ok, trông có vẻ, trông có vẻ ok. Ồ, đúng rồi, hai đòn đánh mình mới vỡ các bạn ạ. Ok nha, bây giờ chúng mình sẽ phải spam ra. Mình nghĩ là mình sẽ tiết kiệm để gọi một con gì đấy, nhưng mà phải chờ để thêm tiền á. Khan Khan mình vừa ra đã bị đánh rồi, chưa làm được gì. Ok, mình đang có 9.000 tiền rồi nha. Mình vẫn đang tiết kiệm các bạn ạ. Mình vẫn đang tiết kiệm nha. Ok, hai con gấu liền ạ. Vãi. Mình nghĩ là mình sẽ gọi Lilin với cả con mình nghĩ là mình sẽ gọi Lilin ra trước các bạn ạ. Xong đấy là mình sẽ gọi Phono đi. Phono gọi sau. Gọi sau một chút. Phono đánh xa nha, không sợ nha. À chết, mình quên chưa đổi trụ rồi. Đấy, thế chưa, cái trụ này không có tác dụng gì với cả bọn Aku cả. Thôi từ từ các bạn à, chờ mình xíu, mình sẽ tập trung spam. Vừa nói vừa chơi nó hơi mất tập trung các bạn. Vừa nói vừa chơi, mình đang còn không thèm nhìn vào mấy con quái thôi. Mình đang nhìn vào cái chỗ mid siêu để mình bấm cho chuẩn các bạn. Ơ, hình như có vẻ hơi toang các bạn ạ. Con gấu này là vấn đề rất là căng nha. Ô, giết được gấu này. Phải. Thơm rồi. Ui. Đúng là chơi tập trung lại. Chơi tập trung lại nó dễ hơn hẳn. Nãy giờ mình chơi kiểu, nhiều khi kiểu vừa làm video vừa chơi các bạn. Mình vừa phải tương tác với các bạn, vừa phải chơi, nó bị lú các bạn. Ui, thắng rồi, may quá. Nói chung à, chơi Aku nó lúc nào cũng khó các bạn ạ. Nó đánh nó còn căng hơn đánh Relic ban nãy các bạn. Nói chung là đấy, Aku ấy các bạn, đánh mệt lắm. Đừng như mình, đừng chơi Aku. Mọi người cứ bảo mình là anh không đánh Aku. À, đánh Aku đi, Aku con ngon. Đương nhiên là mình biết rồi, đương nhiên là biết Aku có mấy con xịn rồi, nhưng mà các bạn, mình đang cảm thấy mình chưa đủ trình lắm. Khi nào mà mình cảm thấy mình thật là khỏe mình sẽ chơi các bạn ạ. Chỉ thế tốt hơn. Còn cái này bây giờ mình chơi để mình lấy cái ship đó các bạn. Ok, đúng ra là mình sẽ được 2 ship. Đúng rồi, được 2 ship thật. Ui. Mang Trader vào đúng là nhanh các bạn. Màn này là màn Merciless nha. Đây mình sẽ chỉ các bạn cái hạt Aku này nó ở đâu nha. Đây mình đang có 6 hạt này, bây giờ mình sẽ trồng một quả nha. Đó, nói chung là kiếm được một quả này vất vả vãi. Bây giờ mình phải đánh thêm 2 lần nữa cái màn kia để mình được 5 thì chỗ này mới thành 3 các bạn ạ. Nói chung là mệt lắm. Thôi, bây giờ mình sẽ chu phong, mình nghĩ là mình sẽ chu phong con Saki các bạn ạ. Nên chu phong Saki hay là chờ chu phong con Lily này các bạn nhỉ? Mình nghĩ là chu phong con Lily này ngon hơn. Xong rồi có con này nó ngon rồi thì nâng mấy con khác lên dễ ổn. Có khi là nên đầu tư cho Lily trước. Thôi chắc là video hôm nay chúng mình sẽ chỉ chơi như này thôi các bạn. Họng mình đau quá. Bây giờ thì mình đã thấy ngứa cả họng rồi đấy. Có khi sắp ốm rồi đấy. Khổ lắm cơ. Ôi, chắc là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hôm nay chúng mình vừa đánh xong một cái tầng của Uncanny Legend khá là khoai. Nói chung là khoai thật đấy. Nói chung là ở đấy rất là khoai các bạn ạ. Ôi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Diệt.